chào quý vị đang đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC và tôi là Hoài Vi. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua những diễn biến chính của thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 3 qua phần trao đổi với anh Hoàng Trung Thông đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, thì theo quan sát của chúng tôi, VN-Index đóng cửa giảm điểm mạnh sau khi vượt đỉnh cao lịch sử. Vậy thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về diễn biến của phiên trong ngày hôm nay ạ? Vâng, thì quay trở lại với câu hỏi của bạn, thì ở đây thì mình xin điểm qua một vài cái diễn biến giao dịch của thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Thị trường thì mở cửa trong phiên giao dịch với sắc xanh với sự hứng khởi của hầu hết tất cả các mã cổ phiếu. Và chúng ta thấy là lúc đó vào giai đoạn đó thì giai đoạn sắc xanh thì bao phủ hầu hết tất cả thị trường. Và điển hình thì đây có rất là nhiều những mã hay tăng điểm rất là tốt. Ở đây thì chúng ta thấy là các cổ phiếu như VIX, VRE, Bảo Việt, FPT, BNG, Masan và Vietjet. Thì đây là cái động lực thúc đẩy cho cái sự thị trường tăng điểm trong phiên sáng ngày hôm nay. Và trong đó thì có việc cổ phiếu Vietjet thì có lúc tăng được tới mức giá 7.000 đồng lên trên 209.000 đồng một cổ phiếu, mức là kỷ lục từ khi niêm yết. Bên cạnh đó thì cái dòng bất động sản và xây dựng thì cũng có sự tăng trưởng đáng chú ý. Thì rõ ràng là với nhiều mã tăng trưởng rất là tích cực, với nhiều những đất xanh, FCN, Nam Long, VIX và các cổ phiếu như CTD. Thì sau những cái phiên giảm điểm trước đây thì cổ phiếu CTD cũng đã có một phiên đảo chiều đi lên. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì các cổ phiếu dòng mà dòng thép, ví dụ như các cổ phiếu dòng như Hòa Phát, Nam Kim thì chứng kiến cái sự đảo chiều đi xuống rất là mạnh mẽ và áp lực bán ra rất là mạnh. Và đây cũng là một trong những chỉ cổ phiếu kéo giảm cái sự đi xuống của chỉ số trong ngày hôm nay. Thì có lẽ là dưới áp lực bán ra của khối ngoại, cùng với đó là cái sự lo sợ về các tuyên bố gần đây của Trump về việc áp thuế lên các dòng thép xuất khẩu của Trung Quốc, thì đã gây lên cái mối lo sợ về việc khả năng chiến tranh thương mại có thể xảy ra. Và tuy nhiên thì cái sự sắc xanh này thì vẫn được duy trì đến hầu hết cuối phiên giao dịch. Tuy nhiên thì đến gần phiên giao dịch khớp lệnh ATC thì dưới áp lực bán ra rất là mạnh mẽ của cái dòng vốn ngoại cũng như là cái sự cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF thì chỉ số đã có sự đảo chiều đi xuống và một loạt các cổ phiếu đã đóng cửa với giá thấp hơn so với cái phiên mở cửa của ngày hôm nay và đã khiến cho cổ phiếu có chỉ số có cái sự đi xuống đóng cửa giảm điểm một mức giảm khoảng 27 điểm khá là cao so với cái phiên mở cửa đầu phiên sáng ngày hôm nay. Thì ở đây chúng ta có thể điểm qua một vài cổ phiếu mà có thể khiến cho cái chỉ số kéo giảm cái sự giảm điểm của chỉ số. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể nói với các cổ phiếu của dòng Vietcombank, GAS, BIDV và CTG, các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng là mình nhận trong cái cổ phiếu mà gây áp lực lên chỉ số ngày hôm nay. Thưa anh, vậy thì đâu là nhân tố để mà kéo giảm chỉ số ạ? Vâng, thì chúng ta có thể điểm qua một vài cổ phiếu mà chúng ta thấy rất là rõ trong ngày hôm nay. Thì sau cái phiên khớp lệnh ATC đó thì một loạt cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng thì đã bị áp lực bán ra mạnh mẽ sau cuộc khối ngoại cũng như là các quỹ FTSE thì đã khiến cho các cổ phiếu này quay đầu giảm điểm. Ở đây chúng ta có thể liệt kê một vài cổ phiếu như Vietcombank, VBank, BIDV, CTG. Các cổ phiếu này đã quay đầu giảm điểm và có những vài cổ phiếu thì gần như đã đóng cửa sát với giá sàn. Có lẽ là trước cái sự lo ngại này có thể đến từ cái việc mà lo ngại, tâm lý lo ngại chung của toàn thị trường với cái khả năng những cái tin tức bất lợi của thị trường thế giới trong những phiên giao dịch gần đây. Thì có thể là đến từ việc những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Mỹ về việc có thể là sẽ tăng bảo hộ thương mại cho nước Mỹ, áp đặt lên cái mức thuế lên các dòng thép và các sản phẩm nhôm đến từ Trung Quốc để gây lo ngại lên cho các thị trường và cái khả năng cái việc mà bảo hộ thương mại có thể xảy ra và cái sự tự do thương mại đó sẽ không còn tiếp diễn được hỗ trợ. Chính thế mà thị trường chứng khoán đã phản ứng rất là mạnh và tiêu cực với những cái thông tin này. Ngoài ra thì có thêm một yếu tố khác có thể là đến từ việc các quỹ ETF thì trong những phiên giao dịch hôm nay họ cũng cơ cấu lại danh mục của mình. Chính thế mà họ có các cái động thái bán ra hoặc cơ cấu các cổ phiếu nằm trong danh mục của mình. Và ngoài ra thêm một cái thông tin nữa thì có thể là việc khối ngoại trong những cái tuần giao dịch gần đây đã có ít nhất hơn 7 phiên liên tiếp bán ròng. Thì đây cũng là một cái lượng vốn hút ròng khi mà những cái lo ngại về việc cái sự diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán thế giới thì có thể là khiến cho khối ngoại họ cũng lo ngại và họ không có tiếp tục
muốn tiếp tục nắm giữ những cái cổ phiếu hơn, và họ để rút dòng vốn về để tiếp tục quan sát kỹ hơn thị trường. Vậy thì từ góc độ kỹ thuật, anh có nhận định như thế nào về phiên ngày hôm nay? Vâng, thì từ góc độ kỹ thuật thì chúng ta thấy rất là rõ là hôm nay thị trường đã có đầu giờ sáng thì đã có một cái sự hứng khởi rất là mạnh, và có những lúc mà chúng ta có thể tưởng là thị trường đã có thể đạt được cái đỉnh lịch sử, vượt qua cái đỉnh cao của VN-Index trong năm 2007. Thì quay trở lại thì tuy nhiên thị trường đã có một sự đảo chiều và đóng cửa giảm điểm trước áp lực bán ra mạnh mẽ của khối ngoại cũng như là các quỹ ETF. Thì thị trường đã đóng cửa giảm điểm và nằm dưới cái đường EMA 5. Thì ngoài ra cùng với khối lượng giao dịch thì tăng lên đột biến, thì cho thấy là cái hoạt động tái cơ cấu mạnh mẽ của các quỹ đầu tư, và cũng như là cái hoạt động chốt lời mạnh mẽ của khối ngoại cho các dòng cổ phiếu mà giống nhóm ngành banh đã dẫn dắt thị trường trong phiên giao dịch trong những giai đoạn gần đây. Thì cho thấy là trong ngắn hạn thì khi mà đường giá đóng cửa dưới EMA 5 và đang có xu hướng cắt xuống EMA 20 thì có khả năng là thị trường đang có cái sự điều chỉnh áp lực giảm điểm trong ngắn hạn là có thể xảy ra. Và ở đây chúng ta có thể thấy là trong ngắn hạn thì sau cái phiên chốt ATC này thì trong ngắn hạn thì thị trường chắc chắn là khả năng là sẽ bị chịu áp lực giảm điểm. Và tuy nhiên trong cái xu hướng dài hơi hơn, ví dụ như là trong xu hướng chung và dài hạn, thì chúng ta vẫn thấy là vẫn có cái điểm sáng tích cực, khi mà cái đường giá đang đóng cửa trên các đường EMA từ 50 đến 100. Và ngoài ra thì các đường ví dụ như đường chỉ báo dòng tiền thì vẫn đang cho thấy là dòng tiền vẫn đang tích cực đi vào. Đây là có thể là cho chúng ta thấy là sự biến động và sự nhiễu động trong cái xu hướng ngắn hạn là vì chịu những cái áp lực và những cái tin tức bất lợi từ thị trường thế giới là khả năng điều chỉnh là có thể xảy ra. Tuy nhiên thì trong xu hướng dài hơn thì rõ ràng là cái xu hướng tăng vẫn được đảm bảo. Vậy thì anh có nhận định như thế nào về diễn biến thị trường sắp tới? Vâng, thì trong một cái diễn biến sắp tới thì chúng ta có thể thấy là đầu tiên đó, sau cái nhịp giảm của thị trường trong cái chứng khoán thế giới, thì trong cái những ngày trước Tết âm lịch vừa rồi thì VN-Index đã có những cái sự bứt phá và tăng điểm rất là mạnh và liên tục tạo ra những cái khoảng trống gấp lớn để cho thấy cái sự kỳ vọng. Tuy nhiên thì những cái sự kỳ vọng này lớn này thì thường luôn hình thành nên những yếu tố điều chỉnh nhẹ trong cái những để lấp đầy những khoảng trống này. Thì khi mà chúng ta coi trên cái mô hình đồ thị và tiếp theo thì nhiều cái cổ phiếu dẫn dắt thì đã đang hồi phục lại cái đỉnh cũ, và thậm chí là có một vài cái cổ phiếu thì đã vượt qua cái đỉnh cũ. Tuy nhiên cái sự bứt phá mạnh của những cái cổ phiếu này á, có một vài cổ phiếu khác thì vẫn chưa có cái sự bứt phá làm được những cổ phiếu này. Và sau đó thì chúng ta có thể thấy là nếu mà thị trường thế giới thì vẫn cái chịu cái sự áp lực điều chỉnh này với những cái tin tức bất lợi này, thì khả năng thị trường trong ngắn hạn thì vẫn sẽ chịu những cái sự nhiều cái sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Tiếp theo thì nhiều cổ phiếu dẫn dắt trong cái giai đoạn vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là họ đã tạo được cái mô hình hai đỉnh. Và có một vài cổ phiếu thì thậm chí có một vài cổ phiếu đã vượt qua được cái đỉnh cũ của thị trường trong giai đoạn vừa rồi. Thì chúng ta có thấy ở đây có thể một vài cổ phiếu như MBSI thì đã bứt phá mạnh qua vùng bánh này. Tuy nhiên thì có những cái vài cổ phiếu khác thì vẫn chưa bứt phá được qua cái đỉnh cũ của họ. Và sau một cái nhịp sau đó thì chúng ta thấy là nếu như những cái tin tức mạng của thị trường thế giới trong cái phiên giai đoạn gần đây thì khả năng thì vẫn thị trường thì vẫn chịu những cái tác động nhiễu loạn này trong ngắn hạn. Và nếu như cái câu chuyện này và vẫn tiếp diễn và trong chưa thực sự khởi sắc hơn và những chưa có những cái diễn biến rõ ràng hơn sau những cái tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thì cái khả năng sẽ bứt phá tiếp thì có thể là sẽ chưa xảy ra ngay, và khả năng thì thị trường sẽ cần cái sự điều chỉnh trong ngắn hạn này để có thể tiếp tục tích lũy quanh cái vùng giá hiện tại, thì để tiếp trước khi tiến lên các ngưỡng kháng cự cao hơn. Trong tháng 3 này thì chúng ta thấy ngoài những cái yếu tố mà về cái tình hình không thuận lợi của những diễn biến về địa chính trị của thế giới và những cái tin tức bất lợi, thì chúng ta thấy là ở trong thị trường Việt Nam mình thì có những cái yếu tố khác để hỗ trợ cái sự diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì đó là đến việc mà mùa báo đại hội cổ đông sắp tới và báo cáo tình hình kết quả kinh doanh của công ty, của các công ty niêm yết trên thị trường trong quý 1 này. Đây có thể là sẽ là câu chuyện để hỗ trợ cho cái sự tiếp diễn tăng trưởng của cổ phiếu trong những giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên thì trong kịch bản tiêu cực hơn, nếu mà thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến xấu, giá dầu thì tiếp tục suy giảm và câu chuyện giảm tỷ lệ ký quỹ margin của thị trường chứng khoán Việt Nam, tăng tỷ lệ ký quỹ margin của thị trường thì có thể là sẽ khiến cho những đây là sẽ có những cái tác động xấu hơn đến cái diễn biến của thị trường, và khả năng thì xác lập một cái mô hình hai đỉnh đảo chiều có thể xảy ra.
Thì tuy nhiên thì trong về phương diện cá nhân thì tôi vẫn cho rằng thì thị trường vẫn có nhiều những cái diễn biến trong chung và dài hạn vẫn có thể khả năng là tiếp tục tăng trưởng. Vì ở đâu? Vì các cái yếu tố về kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện giờ đang rất là tích cực, hỗ trợ cái sự ổn định của nền kinh tế, và các hành động quyết liệt của chính phủ trong giai đoạn gần đây cũng sẽ là một trong những cái yếu tố là tác động tới cái việc mà tạo lập cái sự ổn định. Và khi mà có sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và sự tăng trưởng bền vững thì đây cũng sẽ là động lực để hỗ trợ rất là lớn cho cái sự đi lên của thị trường chứng khoán trong những cái giai đoạn sắp tới. Vâng, cảm ơn anh với những chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi đối với nhà đầu tư. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2, phần điểm tin doanh nghiệp trong nước và quốc tế.